làm gì ạ? Tiểu muội ơi, tiểu muội à, để đó coi. Quăng cái khăn đi, mai mốt không có khăn xài ở nhà. Đi đâu ạ? Con đi đâu ạ? Trời ơi, bò giỏi quá. Bò đi đâu ạ? Cười gì mà cười? Cái đôi vớ của chị hai thì gớm quá. Làm gì vậy? Kiếm gì vậy? Bò rồi hả? Chuyển qua trường rồi hả? Không mưa coi. Để mồi. Chụp. Ghê gì? Đó. Mặc nhiều chuyện nè. Phải không? Mặc có nhiều chuyện không?